Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với một video nữa trên kênh Nhà Nhỏ 365 của chúng tôi. Never too small, không bao giờ là nhỏ, là thông điệp mà kênh của chúng tôi muốn truyền tải đến cho các bạn. Dù các bạn có mảnh đất nhỏ thế nào thì cũng vẫn có cách để thiết kế cho ngôi nhà của mình một cách hợp lý nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà mini nữa để cho các bạn tham khảo. Ngôi nhà này có diện tích xây dựng là 4m x 6m với kết cấu 2 tầng, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Ở video này, chúng tôi chỉ giới thiệu đến các bạn phần 1 của ngôi nhà với thiết kế của tầng 1 gồm một phòng khách, một khu bếp và một nhà vệ sinh chung. Còn kiến trúc của tầng 2 sẽ được chúng tôi giới thiệu ở video tiếp theo. Mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá xẻ màu đen ở trên tầng 2 cùng với mái nghiêng ốp ngói màu xanh xám sẽ tạo điểm nhấn chính của ngôi nhà. Cửa chính được đặt lệch sang bên tay trái với cửa mở vào bên trong. Ở mặt tiền chúng tôi có lắp đặt một cửa sổ thông suốt từ tầng 1 lên tầng 2 phía bên cầu thang để lấy ánh sáng nhiều nhất cho ngôi nhà. Phía ngoài chúng tôi có đặt một chậu cây trúc cảnh để góp thêm sự tươi mát cho mặt tiền. Ngoài ra một cửa sổ ở bên tay phải cũng giúp cho ngôi nhà lấy được nhiều ánh sáng và không khí thiên nhiên hơn. Ở tầng 1, khu tiếp khách ở bên tay phải của ngôi nhà với diện tích là 2,2 x 2,3m. Đủ thoải mái để cho bạn kê một bộ sofa 3 chỗ ngồi cùng một chiếc ghế đơn và một bàn uống nước bằng gỗ cách điệu. Một kệ tivi nhỏ để che đi bàn ăn ở phía sau nhưng không làm mất đi không gian mở của ngôi nhà. Cửa đi và cửa sổ bằng gỗ sơn màu đen sẽ giúp cho ngôi nhà sang trọng hơn. Một bộ đèn trần hiện đại cũng sẽ giúp cho phòng khách thêm phần lung linh sáng sủa. Sàn nhà được ốp bằng gỗ màu nâu với hoa văn khá đẹp. Tuy nhiên, bạn có thể thay bằng gạch men cũng được tùy theo sở thích của mình. Khu bếp ở phía sau và bên tay trái của ngôi nhà với mặt bếp làm bằng đá màu đen có chiều dài tổng cộng là 3m. Nơi đây bạn có thể lắp đặt một chậu rửa đôi, một bếp nấu bằng điện hoặc ga. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên màu sáng cùng với vài chiếc đèn hắt nhỏ sẽ tạo nên sự ấm áp. Tường của bếp được ốp bằng gạch hoa văn sơn kẻ màu đen trắng tạo nên sự tương phản, giúp cho khu bếp không bị đơn điệu như khi bạn ốp bằng kính. Bàn ăn bằng gỗ với mặt kính gồm 4 chỗ ngồi được đặt ở giữa nhà phía sau kệ tivi, vừa thuận tiện cho việc sinh hoạt nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi ăn uống. Phía trên tường của bàn ăn, bạn có thể lắp đặt một bàn thờ gia tiên vừa kín đáo lại vừa tận dụng được bàn ăn để mâm cơm cúng gia tiên. Khu vệ sinh chung của tầng 1 được chúng tôi tách làm 2 phần. Chậu rửa mặt được lắp đặt ngay bên ngoài để khi sử dụng sẽ không ảnh hưởng đến người khác đang ở bên trong nhà vệ sinh. Trên tường của chậu rửa chúng tôi có lắp đặt một đèn trang trí cùng vài đèn nhỏ khác để giúp cho khu này thêm hấp dẫn. Phía bên trái sẽ là phòng vệ sinh với diện tích là 1,5 x 1,6m, cũng khá thoải mái để lắp đặt một xí bệt, một vòi tắm hoa sen đứng cùng với các vách ngăn bằng kính sẽ giúp cho nhà vệ sinh luôn được sạch sẽ và khô ráo. Phía bên phải của ngôi nhà là nơi giặt và phơi quần áo của gia đình với kích thước là 1,5 x 2,4m. Sẽ là nơi để bạn phơi quần áo với mái che bằng kính phía trên để lấy ánh sáng và gió. Cầu thang lên tầng 2 nằm ở phía bên tay trái của ngôi nhà với các mặt bậc bằng gỗ hoa văn.
Chúng tôi không đắp tay vịn để tạo thêm sự thông thoáng cho ngôi nhà. Phía trên tường dọc theo cầu thang, chúng tôi có treo vài bức tranh sơn dầu sẽ giúp cho ngôi nhà được sinh động hơn. Ở phía dưới gầm cầu thang, chúng tôi tận dụng tối đa bằng cách lắp đặt các ngăn kéo nhỏ để đựng các đồ dùng cần thiết cho gia đình. Tầng 2 của ngôi nhà sẽ được chúng tôi trình bày ở video tiếp theo với 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh chung. Nhưng trước hết, hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ qua kênh này cũng như các video thú vị tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh này bằng cách đăng ký để giúp cho chúng tôi có thêm niềm vui mà sản xuất nhiều video hơn nữa để phục vụ cho các bạn.